Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Chúc các quý cô bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi tổng quan tử vi năm 2023, cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, là 28 tuổi âm lịch và 27 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can. Bính gặp quý bình hòa, ít trở lực khách quan, chủ yếu quý cô tự làm tự ăn, cứ nỗ lực ắt gặt hái được thành quả tốt. Xét về địa chi. Tý gặp Mão, Lâm cục diện hình thái tuế, có điểm báo tiểu nhân vây hãm, cảm bẫy trực chờ, hành sự nên thận trọng. Ngoài ra cần đề phòng tai nạn thương tích bất ngờ. Xét về ngũ hành, quý cô tuổi Bính Tý mệnh Thủy gặp năm Kim, được tương sinh, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tạo ấn tượng tốt trong giao thiệp. Những biến chuyển của Thiên Can, Địa Chi và Ngũ Hành có thể thấy trong năm Quý Mão này đối với quý cô tuổi Bính Tý vừa có cả thách thức cũng như cơ hội tốt để trải nghiệm thực tế. Công việc có sự thay đổi, có cả áp lực nhưng đều có thể vượt qua. Tình cảm sinh sôi này nở tiền bạc có phần thuận lợi hơn trước. Sao chiếu mệnh. Gặp sao kế đô chiếu mạng. Chủ về bệnh tật tai họa người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, gặp hạn thiên tinh. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, nguy cơ bị cảm nguy hại tới tính mạng rất cao. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Quý cô tuổi Bính Tý năm 2023 gặp vận niên cầu cuồng phong. Là hình tượng chó bị gió độc xấu. Báo hiệu một năm tài lộc không mấy khả quan, sức khỏe kém, nhiều hoạn nạn, ít gặp may mắn, nhưng nếu biết nhẫn nại và khéo léo, kiên cường chờ thời cơ thì quý cô vẫn chuyển bại thành thắng. Xét về phương diện sự nghiệp cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi bính tý có vận trình sự nghiệp hung cát đan sen, là một năm có tốt có xấu. Công danh sự nghiệp không thu được nhiều thành công như mong đợi. Đôi lúc gặp khó khăn chắc trở trong công việc nhưng may mắn lại nhận được sự giúp đỡ của người thân và bạn bè nên mọi việc đều ổn định trở lại. Năm này việc thay đổi công việc không phải là giải pháp tốt. Quý cô tuổi bính tý nên tìm rõ nguyên nhân và cách khắc phục mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực mặt khác cho thấy quý cô tuổi bính tý là người sống rất thân thiện và cởi mở với mọi người có ý chí kiên định và ít khi bị người khác làm lung lay điều này sẽ giúp cho quý cô vượt qua nhiều trở ngại sẽ đạt được những thành quả nhất định tuy nhiên trong năm này quý cô tuổi bính tý đang phạm phải cục diện ngủ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu điều này sẽ gây ra sự nóng nảy cá tính mạnh mẽ bộc phát dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên cũng gây ra nhiều bất lợi công việc trong năm này đối với quý cô tuổi bính tý nên tập trung phát huy thế mạnh của mình nhẫn nhịn chăm chỉ hơn phấn đấu nỗ lực nhiều hơn đừng vội vàng từ bỏ những mục tiêu hiện tại thì vẫn đạt được nhiều khởi sắc dễ được trọng dụng cơ hội cũng sẽ đến kèm theo đó là không ít khó khăn thách thức ở phía trước nhưng quý cô cần can đảm lên dũng cảm đối mặt sẽ vượt qua được những trở ngại và thu được thành tựu về cho mình tử vi cho thấy quý cô tuổi bính tý năm này có vận quý nhân giúp đỡ cũng sẽ có được sự may mắn trong công việc cho nên cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn cố gắng để có được vị trí tốt hơn ở tại công ty cơ quan nơi làm việc vận trình trong năm có tốt có xấu quý cô nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân đặc biệt là trong sự nghiệp ngoài sự chăm chỉ làm việc thì nên cẩn thận các giấy tờ điều khoản hợp đồng chú ý đến lời nói và hành động của mình để sớm gặt hái được thành công Đặc biệt, trong năm 2023, thầy gia cắt khuyên quý cô tuổi bính tý hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tý thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ẩm ẩm, may mắn không gì bằng, giúp cho quý cô có một năm bội thu, đại cắt, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc, cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong năm quý mão 2023, Tử vi cho thấy, bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi bính tý trải qua một năm, tài lộc tuy có, nhưng không nhiều. Năm này quý cô cũng nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn sẽ tốt. Tuy nhiên, năm này lại không nên cho vay mượn tiền bạc vì dễ bị thị phi đưa tới. Quý cô cũng nên chú ý, năm này, chi tiêu lấy tích lũy làm trọng, hạn chế hùn hạp làm ăn với người không hợp mệnh, kẻo tiền mất tật mang. Quý cô tuổi bính tý có một năm tài vận ở mức trung bình. Tuy năm này gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi thì vận số không có điểm báo nào ảnh hưởng nhiều đến phương diện tài lộc. Vận tài lộc của quý cô tuổi bính tý về cơ bản có tiến triển, dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, dễ phải chi tiêu cho những việc phát sinh ngoài ý muốn. Trong năm này, quý cô tuổi bính tý tuyệt đối không tin lời người khác, đặc biệt không nên động lòng chắc ẩn mà cho người lạ tá túc ngủ nhờ qua đêm. Bởi bất cứ trường hợp xấu nào cũng có thể xảy ra, nếu xảy ra trộm cắp, không chỉ mất mát tài sản, hao tiền tốn của, mà có thể còn liên lụy tới tính mạng. Quý cô tuổi Bính Tý trong năm này cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm hơn, hạn chế ăn chơi, mua sắm những thứ không cần thiết hoặc tham gia vào quá nhiều các hoạt động vui chơi, du lịch mà gây tổn hao về tài lộc. Về cuối năm vận trình của quý cô có phần khởi sắc hơn, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, nguồn thu cũng không ngừng tăng lên, quý cô cũng cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Xét về vận trình tình cảm cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996 trong năm Quý Mão 2023, bước sang năm quý mão về phương diện tình cảm gia đạo của quý cô tuổi bính tý không mấy lạc quan điềm báo những điều không được may mắn sẽ đến trong năm quý cô tuổi bính tý đang gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu sẽ dẫn đến nhiều bất lợi cho tình yêu lứa đôi những người đang yêu đương có thể vì ngại chia sẻ không thấu hiểu mà dẫn đến chia tay nếu như quý cô đã kết hôn thì gia đạo cũng không mấy êm ấm các thành viên dễ xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại nhiều thị phi bất hòa vợ chồng không tôn trọng nhau dễ giày vò lẫn nhau Thêm nữa, sự tác động của các hung tinh, tử phủ, địa phá, làm cho quý cô tuổi này trong năm có thể gặp phải những chuyện không hay khiến cho tinh thần chán nản, xa sút mâu thuẫn gia đình trở nên căng thẳng, nếu như không sớm giải quyết, rất dễ dẫn đến gia đình ly tán, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Bính Tý nên biết giữ mình, kiểm soát hành vi của bản thân, cân bằng thật tốt cảm xúc luôn hết mực vun vén cho hạnh phúc hôn nhân, gia đình, giữa các mối quan hệ cần có sự sẻ chia, đồng cảm để tình yêu, gia đạo phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Xét về vận trình sức khỏe cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Bính Tý có vận trình sức khỏe cũng không được tốt. Cả sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần đều có thể bị ảnh hưởng nên quý cô cần đặc biệt lưu ý. Bị ảnh hưởng bởi sự phá hoại của các hung tinh Tang Môn, Thiên Khốc, Quan Đới, sự tác động của Hạn Thiên Tinh chủ về sức khỏe, làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt cần chú ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch tránh xảy ra ngộ độc. Quý cô nên dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Sao kế đô chiếu mệnh, quý cô tuổi bính tý, trong người mang âm khí nặng, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, rất dễ sinh tâm bệnh. Tử vi khuyên quý cô tuổi bính tý trong năm này, cần đề cao an toàn của bản thân, làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống, đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm, để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến trong năm này quý cô cũng có điểm báo gặp họa huyết quang cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật sắc nhọn bằng kim loại chú ý khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc Ngoài ra quý cô tuổi Bính Tý cần tu dưỡng bản thân, coi trọng đạo đức kính trên nhường dưới, thuận hòa, hiếu thảo với cha mẹ, tạo dựng ý niệm tốt, quý cô cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn, chu đáo trong việc cúng tổ tiên, siêng năng lễ bái thần Phật thì sẽ được tổ tiên, thần Phật và ơn trên che chở, giúp cho quý cô tai qua nạn khỏi, độ trì gặp nhiều may mắn, hành thông, thành công, thăng tiến, tài lộc được rồi giàu hơn nữa. Quý cô tuổi bính tý trong năm này, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên, để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe, chớ nên âu sầu, lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ, được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng không tốt, mão mộc khắc chế kim, lại thêm bệnh phù đà kích ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, quý cô hay ốm vặt thường xuyên mất ngủ, điều này gây ảnh hưởng không tốt tới chất lượng cuộc sống đặc biệt thầy gia cát khuyên quý cô tuổi bính tý sinh năm 1996 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô tử vi tuổi bính tý sinh năm 1996 nữ mạng trong năm quý mão 2023 có phạm tam tai, hoang ốc kim lâu thái tuế không Tam tai năm 2023, ví dụ, bản mệnh tuổi thân, tí, thìn, gặp hạn tam tai vào các năm, dần, mão, thìn. Như vậy, quý cô tuổi bính tí, sinh năm 1996, phạm hạn tam tai năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý cô, không phạm hoang ốc. Tuổi kim lâu năm 2023, quý cô tuổi bính tí, không phạm kim lâu. Thái Tuế năm 2023, quý cô tuổi Bính Tý, phạm hình Thái Tuế, bản mệnh cẩn thận kẻo vướng hỏa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, thôi việc, bản thân và người thân sức khỏe gặp nhiều vấn đề. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong năm Quý Mão 2023. Số của quý cô tuổi Bính Tý rất hợp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào quý cô cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý cô thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Tý là giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Tý. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón Hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón Tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ 2, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô tuổi bính tý Hướng tốt trong ngày. Hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi bính tý. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi bính tý. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023, là tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, năm mạng. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi Bính Tý là, Giáng Hạ Thủy, gặp mệnh của tuổi Ất Sửu là, Hải Trung Kim, tương sinh, rất tốt. Thiên can, Bính gặp Ất Bình Hòa, tốt. Địa chi, Tý gặp Sửu, nhị hợp, rất tốt. Cung, Diêm Niên, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi Bính Tý, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 cũng có thể chọn tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001 nữ mạng để sông đất. Trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996 cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao kế đôi chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tay ngục hình hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe thị phi kiện cáo có nghĩa là hạn thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột tiêu hóa ngộ độc thực phẩm nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới sức khỏe vấn đề sức khỏe của phụ nữ khi gặp hạn thiên tinh khá là nặng sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo, người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội. Hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào trốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn giàu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần biết để vượt qua hạn thiên tinh đối với quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Thứ nhất về sức khỏe. Những ai gặp sao thiên tinh, đặc biệt là phụ nữ cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch tránh xảy ra ngộ độc dành thời gian chăm sóc bản thân không ăn thức ăn khó tiêu tránh bị đau bụng tiêu chảy tệ hơn là ngộ độc thực phẩm phụ nữ mang thai cẩn thận khi đi lại không ăn những món nhiều dầu mỡ hay thức ăn đông lạnh nếu không may sẽ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa đau dạ dày thắt ruột thì rất nguy hại thứ hai liên quan đến kiện tụng những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật luôn giữ bình tĩnh tránh xung đột ra tòa Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong năm Quý Mão 2023, cũng cần phải chú ý đến sự tác động của sao kế đô chiếu mệnh. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật tai họa, người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây chuyện, rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay lo lắng, buồn phiền, chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tăng sự, phải xa xứ lông bông. Nữ giới cực kỳ sao kế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, giữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng sao kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan đầu năm bình thường giữa năm xuất chúng đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát thế nên quý cô cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghinh sao sao kế đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng có thêm niềm tin trong cuộc sống mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn lễ cúng dâng sao giải hạn kế đô vào đầu giờ chiều ngày 18 âm lịch hàng tháng đặt bàn thờ về hướng chính tây trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn nến bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi bính tý sinh năm 1996 trong năm quý mão 2023 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, quý cô tuổi Bính Tý có lộc tiền bạc đưa tới. Tài lộc trong tháng này khá tốt, trong không khí háo hức đón Tết Nguyên Đán. Hầu hết các quý cô tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao, quý cô rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên nhận được nhiều phần thưởng đầu năm, ví như phong bao lì xì của cấp trên, quà tặng của bạn bè, người thân. Công việc chuyên môn nghề nghiệp cũng được lợi hơn, nhất là khi quý cô biết cách vạch kế hoạch tính toán kỹ lưỡng trước những gì mình cần làm. Tuy nhiên, sức khỏe lại không được tốt, dễ bị đau ốm, cần chú ý giữ gìn nhiều hơn. Khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn, trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, quý cô cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng 2 âm lịch quý cô tuổi bính tý cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Sức khỏe không được tốt cần chú ý với các bệnh liên quan đến xương khớp, bệnh về đường ruột, hệ tiêu hóa, do hung tinh gây ra. Ngoài ra tháng này là tháng mão, tháng sung của tuổi bổn mạng, cùng với sự xuất hiện của thiên quan, thiên khốc cũng sẽ mang đến cho quý cô tuổi bính tý gặp nhiều phiền phức, xui xẻo, đặc biệt quý cô cần chú ý đến giấy tờ quan trọng, hay là hợp đồng mua bán, dễ va vào pháp luật, kiện tụng vận trình tháng 3 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Bính Tý có phần khởi sắc, quý cô có chuyện vui trong nhà đưa tới. Vận trình tài lộc cũng khởi sắc dưới sự trợ giúp của các tinh, công việc được thuận lợi, tài lộc có thu, có chi, nhưng chưa có được sự dư dã nhiều. Tuy nhiên, tiền bạc trong tháng này lại có sự tiêu pha nhiều, quý cô cần quản lý tài chính một cách thông minh và hiệu quả hơn trong lúc thuận lợi quý cô cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi hay tiêu xài phung phí kẻo lại làm tài khí bị suy giảm tháng này là tháng bính thì tam hợp với tuổi của quý cô bính tý điều này sẽ thúc đẩy nhân duyên vượng sắc mối quan hệ xã giao được cải thiện những người đang còn độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác giới có thể sẽ phát triển thành mối quan hệ bền vững hơn sức khỏe của quý cô trong tháng này tương đối ổn định Vận trình tháng 4 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Tử vi của quý cô tuổi Bính Tý tháng 4 âm lịch năm 2023 có điểm báo công việc làm ăn không được tốt, gặp nhiều bất lợi, mọi việc không như ý muốn. Ngoài ra chuyện tình cảm tháng này cũng không tốt, trong nhà hay xảy ra tranh cãi, làm mất hòa khí trong tháng do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết cũng làm cho tinh thần của quý cô không được lý tưởng, chú ý về ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh về xương khớp bệnh cũ tái phát. Ngoài ra cũng nên chú ý an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông. Vận trình tháng năm âm lịch 2023, cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng năm âm lịch, về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Bính Tý có phần xa sút từ đó tài lộc cũng không mấy lạc quan, bị ảnh hưởng của các hung tinh một số người làm văn phòng tháng này làm việc không tốt lắm làm việc gì cũng thiếu tập trung xa sút điều này khiến công việc gặp trở ngại cản trở sự nghiệp ngoài ra quý cô tuổi bính tý trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu cũng gây ra những chuyện buồn phiền tình cảm không như ý hay xảy ra xích mích với nửa kia của mình tháng này một số người đang kinh doanh buôn bán hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự xa sút trong vận may của mình do đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới Quý cô không nên tham gia vào các trò may rũi, nếu không tiền bạc rất dễ đội nón ra đi. Về sức khỏe, cũng không được tốt, quý cô cần chú ý giữ gìn và cẩn thận khi đi lại, có hạn về sông nước trong tháng này. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Quý cô tuổi Bính Tý, bước sang tháng 6 âm lịch, có điểm báo, nhiều chuyện buồn phiền trong cuộc sống đưa tới, phải lo âu suy nghĩ nhiều tiền bạc trong tháng này cũng cần chi tiêu nhiều cùng diện tí mùi tương hại, làm cho công việc gặp nhiều trở ngại, nhiều vấn đề phát sinh ràng buộc tiểu nhân quấy phá, quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho quý cô tuổi bính tý là, nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình, quý cô có thể giải quyết ổn thỏa công việc và đem về thành quả. Trong tháng này với những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, quý cô cần phải tỉnh táo, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc. Ngoài ra quý cô trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng 7 âm lịch này, về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Bính Tý, công việc không được tốt, không nên mở mang làm ăn hoặc thay đổi công việc trong thời gian này sẽ không có lợi. Quý cô cũng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực vui vẻ, lạc quan là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Bính Tý có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp nên chuẩn bị tốt về tinh thần và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Trong tháng Phạm Cục Diện Tý dậu tương phá, Thái Tuế phạm xung. Nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ trệch hướng. Bản thân quý cô đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu. Trong gia đình có nhiều chuyện gây tranh cãi, làm thiếu hòa khí. Sức khỏe cũng không được như ý, quý cô cần chú ý khi sử dụng các vật sắc nhọn, kẻo lại gây ra thương tích cho thân thể. tử vi tháng 9 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy vận trình của quý cô Bính Tý gặp cục diện Tý Tuất Bình Hòa, ý chỉ quý cô trải qua một tháng tương đối bình ổn, mọi việc đều bình thường, không có gì đáng phải lo ngại hay buồn phiền. Ngoài ra, tháng này chủ về trong gia đình có tin vui đưa tới. Về vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng phù hợp, công sức của mình bỏ ra đều thu gặt được thành quả nhất định vận trình tháng 10 âm lịch 2023 cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Bước sang tháng 10 âm lịch, quý cô tuổi Bính Tý cần chú ý cẩn thận trong các giấy tờ, hợp đồng quan trọng để tránh kiện tụng pháp lý hoặc liên quan đến pháp luật. Tháng này khối lượng công việc có phần tăng lên đáng kể, nhưng quý cô nhờ vào sự chăm chỉ, có óc sáng tạo, sự phán đoán chính xác cho nên giải quyết công việc tương đối là tốt, quý cô bỏ ra bao nhiêu công lao thì sẽ thu được bấy nhiêu thành quả. Tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Ngoài ra tháng này, quý cô cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, ảnh hưởng tới tiến độ công việc trong những tháng cuối năm. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Quý cô tuổi Bính Tý trong tháng này đang bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan tháng này là tháng giáp tý, trong tháng có tí thủy phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng thái tuế án ngữ, dẫn đến vận khí tiêu hao. Vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ phát sinh thị phi, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, để tránh thị phi đưa tới. Quý cô nên suy nghĩ thận trọng, trước khi nói hay làm. Về phương diện tình cảm cũng gặp chút trục trặc do gặp hoa cái xuất hiện, gây rối rắm. Bước sang tháng 12 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Trong tháng 12 âm lịch có thiên can tương sinh, địa chi tương hợp với tuổi của bản mệnh, điều này giúp cho vận trình của quý cô tuổi Bính Tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực. Vận trình tài lộc của quý cô tuổi Bính Tý được cải thiện đáng kể. Các tinh trợ mệnh thần tài gõ cửa, giúp cho quý cô thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, dù tình trạng cuối năm khối lượng công việc tương đối nhiều, nhưng quý cô có vận quý nhân giúp sức, nhìn chung công việc tương đối là thuận lợi, không gặp phải vấn đề nào quá lớn thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý cô tuổi bính tý có được nhiều niềm vui và an tâm hơn phần nào về tài chính hiện tại của mình. Ngoài ra, có nhiều việc cần dùng đến tiền bạc, quý cô cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp, để hạn chế tình trạng mua sắm vung tay quá chán, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Tháng này chủ về sức khỏe không được tốt, quý cô nên cẩn thận trong việc điều khiển phương tiện giao thông, các dạng tai nạn khác như té ngã, các vật sắc nhọn, có thể gây ra thương tích về thân thể. Trên đây là tử vi cho quý cô tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý cô tuổi Bính Tý năm mới an khang thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.